Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi về được một cái loa center. Loa center này thì năm ngoái mình bán mấy cái lận, nhưng mà đợt này có một cái thôi. Và model của nó là VC10, đến từ hãng loa Bow. Và nó được sản xuất tại Mexico nha quý vị. Và bây giờ mình test nhạc luôn một đoạn nha. Và bây giờ trước khi test nhạc Bi đo đã. Cái này thì kích thước của nó thì nó không quá lớn, nhưng mà nó có chiều dài quý vị. Chiều dài của nó là 52 nha. 52 này quý vị. Còn chiều sâu của nó là 15. Và cái dòng này nó có 4 loa bên trong nha quý vị. Cái lưới của nó khó tháo quá nên mình Bi không có tháo ra. Đây nó sẽ có 4 loa. Hai cái loa nó quay về đây và hai cái loa nó quay ngược ra bên đây nha quý vị. Nó có lỗ thoát đây trên đây nè. Một cái rất là đẹp luôn. Và mức giá mình bán là 2.800.000 VCS10 nha quý vị. Bây giờ mình test một bản nhạc luôn nè. Test mình nó thôi, để cho quý vị. Paris 1956, number 9, Rue Gillecourt. Word is out and everybody's beating on the door. Madame Rachou will let you in. Just smile and ring the bell. Welcome to Nirvana. Đợt nào về nó cũng là Made in Mexico hết. Và mức giá bị bán là 2.800.000 nha quý vị. Quý vị nào cần sweet smell of pearl. Gọi cho Bi nha. Tại vì đợt trước cũng có nhiều người. It's a cosmic congregation. Hỏi nhưng mà Bi không biết tới đợt này là đã mua được chưa. It's an open invitation, an existential clientele, all looking for Nirvana at the Beat Hotel. They looked for it in New York City. San Francisco Bay. They looked for it in bebop jazz, and it blew them all away. They tried out every avenue, and then said, "What the hell? We'll look for it in Paris." Bộ dây Amen là bộ dây bãi này, Bi bán 1.400.000 một bộ nè quý vị. Nó dài một mét nha quý vị, một bên màu đỏ, một bên màu đen. Tangiers, Ginsberg from New York. Kerouac came up from Italy and slept out in the park. Gregory Corso came and went, and where he's at, no one can. Thôi thôi nha quý vị. Vì cái này mình tế phải để quý vị biết là nó còn hoạt động nha. Bao riêng cho quý vị nha quý vị. Cái này là nó bằng chất gì nhỉ? Mũ hả? Nhưng mà nhìn rất là chắc chắn luôn. Rất là đẹp quý vị.